Đây là bản tin mà đài VNTV của chúng tôi rất mặn để loan những cái tin này liên tục trong 3-4 tuần lễ vừa qua. Bữa sáng hôm nay ở bên nước Ý, Đức Giáo Hoàng Francis đã lên án việc quân đội Nga sát hại thường dân ở Bucha và tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Quý vị nhìn thấy ngài cầm lá quốc kỳ của Ukraine. Đây là một bức hình thôi, chút xíu nữa Peter mở cái email thứ hai có 7 bức hình trong cái sự kiện này. Ngài cầm cái lá quốc kỳ của Ukraine, ngài hôn lên đó trước mặt các em tị nạn. Phát biểu trong buổi tiếp kiến chung hôm nay ngày 6 tây tháng 4 tại Vatican, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo được thấy ở Bucha, nơi thi thể thường dân được tìm thấy rải rác trên đường phố. Ngài nói rằng những hành động tàn ác khủng khiếp hơn đang xảy ra ngay cả đối với dân thường, phụ nữ và trẻ em. Họ là những nạn nhân có dòng máu vô tội kêu trời và van xin. Đức Giáo Hoàng tham gia cùng với một nhóm trẻ em Ukraine tị nạn. Đức Giáo Hoàng tiến hành kéo một lá cờ Ukraine và ngài tuyên bố đây là lá cờ đến từ thành phố Bucha tử đạo. Và ngài trân trọng hôn lá quốc kỳ này. Hành động của Đức Giáo Hoàng đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi của những người dự khán. Sau đó, Đức Giáo Hoàng mời một nhóm khoảng chục trẻ em Ukraine hiện đang là tị nạn bên Ý lên sân khấu với ngài. Ngài nói rằng những đứa trẻ này đã phải chạy trốn và đến một vùng đất xa lạ. Đây là một trong những thành quả của chiến tranh. Chúng ta đừng quên họ và đừng quên người dân Ukraine. Đức Giáo Hoàng đồng thời cũng chỉ trích mạnh mẽ những thất bại của các tổ chức quốc tế trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ngài nói rằng sau Thế chiến thứ hai, nỗ lực đã được thực hiện để đặt nền móng cho một kỷ nguyên hòa bình mới. Nhưng thật là không may, câu chuyện cũ về sự cạnh tranh giữa các cường quốc lại tiếp diễn. Và trong cuộc chiến ở Ukraine ngày hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một sự bất lực của tổ chức quốc tế. Một số thông tin cơ bản, trong khi Giáo Hoàng vẫn chưa đến thăm Ukraine, trong bối cảnh Nga xâm lược nước này, ngài đã nói với các nhà báo vào ngày 2 tháng 4 rằng một chuyến đi đó đã luôn luôn sẵn sàng. Và những bình luận của Đức Giáo Hoàng tại buổi tiếp kiến chung trong hôm nay lặp lại những lời bày tỏ trước đây của ngài về sự ủng hộ đối với những người tị nạn Ukraine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm 19 trẻ em tị nạn Ukraine tại bệnh viện Bambino Gesù ở Rome, Ý. Giám đốc báo chí Vatican cho biết vào thời điểm đó họ đang được điều trị các bệnh về ung thư và thần kinh cũng như các vết thương nặng do các vụ nổ. Đủ rồi, ngài nói, đủ rồi, hãy dừng lại, hãy để vũ khí im lặng, hãy đàm phán nghiêm túc vì hòa bình. Ngài nói lúc đó là cuối tháng 3. Ngày hôm nay, ngài tiếp tục lặp lại những lời kêu gọi và chấm dứt ngay chiến tranh và bằng mọi giá chấm dứt chiến tranh.